Xin chào các bạn, mình là Candy, hiện đang là Makeup Artist của Color Lily Studio. Mình đã có hai bé rồi. Bé thứ hai của mình đang được hơn 8 tháng rưỡi. Mình suốt thời gian mình mang bầu và cho em bé bú thì mình đều sử dụng sản phẩm bổ ngũ cốc dinh dưỡng của Rera. Đây là sản phẩm được chiết xuất từ 100% các thành phần hạt organic tự nhiên, không có chứa chất bảo quản, không có hương liệu và tạo màu nhân tạo. Do đó mình rất là tin tưởng và sử dụng trong suốt thời gian thai kỳ cũng như thời gian cho em bé bú của mình. Trong thời gian mình mang bầu thì 3 tháng đầu là một khoảng thời gian rất khó khăn với mình, vì mình bị nghén rất là nặng, mình không thể ăn được cái gì hết. Ăn cái gì cũng ói ra hết, và đó là một khoảng thời gian mình cảm thấy rất là stress. Nhưng rất may là mình đã tìm thấy bột ngũ cốc dinh dưỡng Rera. Rera làm cho mình khỏe hơn và ăn thay thế được các cái thực phẩm khác. Mình cũng cảm thấy hết nghén và khỏe mạnh hơn. Như bạn nào có theo dõi cái Facebook của mình thì thấy là mình về dáng rất là nhanh. Mình cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn, nhưng nhờ uống bột ngũ cốc Rera mình lên ký rất là ít. Trong thời gian thai kỳ mình chỉ lên 8kg thôi, do đó sau khi sinh xong mình chỉ 2 tuần là mình đã về lại body cũ rồi, và thậm chí là còn xinh đẹp hơn cả lúc chưa có bầu nữa. Do đó nếu như bạn nào hỏi mình là có bí quyết nào mà mang bầu sinh mà sinh con xong vẫn rất là đẹp, thì bí quyết của mình chính là đây: Rera, bột ngũ cốc dinh dưỡng, rất là sản phẩm rất là tuyệt vời dành cho mọi bà mẹ và mọi gia đình. Trong suốt thời gian mình cho em bé bú thì Rera đã giúp mình rất nhiều trong việc là giúp lợi sữa về nhiều hơn, sữa mát hơn, do đó trộm vía em Mimi rất là khỏe mạnh, trắng trẻo, xinh xắn nữa. Thì mẹ nào đang cho con bú thì nên dùng ít nhất là 3 cốc một ngày để cho đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ và bé. Ngoài ra thì uống trước khi cho bé bú 30 phút còn giúp sữa về nhiều hơn, và ngoài ra còn có một tác dụng rất là tuyệt vời nữa là ngũ cốc dinh dưỡng Rera giúp cho da mình đẹp hơn rất là nhiều.